Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách trên năm. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng xem xét, giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV lập nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước đó, tại Nghị quyết số 94/2015/QH13, Quốc hội đã xác định quy mô đầu tư theo từng giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất, hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm, giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách trên năm. Giai đoạn 3 hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách trên năm, 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Cũng tại nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư. Theo Bộ Giao thông Vận tải, để có thể triển khai công tác san lấp mặt bằng khu vực nhà ga hành khách T3 và xây dựng đường cất hạ cánh thứ hai, Chính phủ cần chỉ đạo tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua. Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản đề nghị ACV nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Chính phủ. Theo báo cáo của ACV, các hạng mục nêu trên không nằm trong phạm vi của dự án giai đoạn 1 nên chưa xác định được chủ đầu tư, chưa được thu xếp nguồn vốn, chưa được quy định phạm vi sử dụng đất. Những nội dung này cần được làm rõ tại báo cáo nghiên cứu khả thi để cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước khi triển khai đầu tư xây dựng. Vì vậy, ACV đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền để có chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin. Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 do ACV thực hiện, trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội, vào tháng 8 năm 2016, Thủ tướng đã giao ACV tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án. Theo nội dung hồ sơ trình phê duyệt đầu tư giai đoạn 1, ACV đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, tích lũy nguồn tiền để thực hiện dự án giai đoạn 2 và định hướng cho giai đoạn 3, trong đó tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2 khoảng 48.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2028 đến 2032. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn 1 cũng như nhu cầu. Thời điểm đầu tư giai đoạn 2 phụ thuộc vào chủ đầu tư và doanh nghiệp khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai là ACV. Hiện nay, ACV là doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, không thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, tại thông báo số 215/TB-VPCP ngày 8 tháng 6 năm 2023 và số 70/TB-VPCP ngày 28 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường cất hạ cánh thứ hai để đầu tư ngay sau khi hoàn thành dự án giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sân bay được xây dựng đạt cấp 4S là cảng hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Dự án có công suất 100 triệu hành khách trên năm và 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Trong đó, giai đoạn 1 công suất 25 triệu hành khách trên năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Tổng mức đầu tư khai toán toàn bộ dự án là khoảng 16,06 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 5,45 tỷ USD. Hiện nay, trên công trường dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có gần 4.000 kỹ sư, công nhân trong nước và quốc tế với hơn 2.000 máy móc đang ngày đêm tăng tốc thi công các gói thầu. Các gói thầu quan trọng đang được tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, đưa sân bay vào khác vào cuối năm 2025.